Xin chào mừng các bác đã đến với kênh của em là ô tô Hiền Kim thành phố Hải Dương. Sáng sớm ngày hôm nay em lại làm một cái video báo giá chi tiết về một chiếc xe mới về, một chiếc Kia Cerato số sàn bản 1.6, xe sản xuất 2018, chạy 4,5 vạn rồi. Hiện tại chiếc này em đang chào bán tại cửa hàng với mức giá là 435 triệu, miễn phí rút hồ sơ cho các bác và vẫn hỗ trợ vay vốn ngân hàng lên đến 60% giá trị xe. Tất cả xe bên em bán ra đều có văn bản cam kết bảo hành 100% về các vấn đề như đâm đụng ngập nước hay là hồ sơ pháp lý. Cho các bác đi kiểm tra hãng, kiểm tra thợ toàn quốc, lỗi bên em sẽ nhận lại xe và hoàn lại tiền 100%. Thì các bác có thể hoàn toàn yên tâm khi mua xe tại cửa hàng bên em nhé. Giờ thì cũng không dài dòng nữa, em xin được phép quay chi tiết từ ngoại thất, nội thất của con này cho các bác xem kỹ hơn. Bởi vì là số sàn không có gì để quay nhiều. Xe đăng ký biển 14 Quảng Ninh, chạy 4,5 vạn, đăng kiểm còn đến 27 tháng 10 năm 2022, còn đến năm sau. Sơn zin các thứ theo xe của con này còn tầm 80-90% là sơn zin theo xe, 80-90% sơn zin theo xe. Nội thất thì được bọc ghế da hai màu. Em này là đời 2018 rồi, cho nên được trang bị 4 quả la răng hợp kim dạng xoắn này, 17 inch. Thường các dòng này la răng rất là dễ xước, nhưng mà con này thì chủ đi cũng cẩn thận, cũng giữ gìn, cho nên là không có vết xước nào. Lốp nguyên bản theo xe còn đi được tầm 2-3 vạn nữa. Em này thì được trang bị các tính năng an toàn như là hai túi khí này, ABS 4 bánh, phanh đĩa trước sau, cảm biến sau, camera lùi đầy đủ, cụm đèn bi xenon kết hợp giải LED ban ngày phía bên cạnh này. Còn đèn gầm thì vẫn là đèn halogen. Mặt ca lăng này thì nguyên bản nó là màu đen hết, bác chủ cũ bác dán thêm miếng trắng này vào cho nổi lên một chút thôi, chứ còn nguyên bản là nó đen hết. Tuy là đời 2018 nhưng mà form dáng con này rất đẹp, chưa lỗi thời đâu. Tất cả các cái ốp chrome này thì đều là chủ cũ lắp thêm, chứ nguyên bản theo xe thì không được trang bị đâu. Xe cửa hàng bên em nhập về thì cũng đã có qua kiểm tra kỹ càng rồi, mới bán lên showroom. Không thể nào mà nhập một con xe ngập nước đâm đụng về bán cho các bác được. Gương kính chỉnh điện, lót sàn 3D đầy đủ rồi. Nội thất ghế bọc da hai màu. Đèn tự động này. Tuy là số sàn thôi nhưng mà em này vẫn được trang bị là ga tự động và điều chỉnh độ nặng của vô lăng trợ lực điện. Tuy nhiên thì em này vẫn sử dụng chìa khóa cơ các bác nhá. Em này vẫn sử dụng chìa khóa cơ. Hàng ghế phía sau đây. Em này thì gần như có khoang ngồi là gần như rộng nhất trong phân khúc sedan hạng C rồi. Không có gì phải bàn cãi, khoang ngồi rất là rộng rãi, thoải mái. Được trang bị thêm cửa gió điều hòa phía sau, mát phía sau nhanh hơn. Ông chủ cũng đã lên là bọc trần 3D rồi, chống nóng mùa hè rất là hiệu quả, làm mát xe rất là nhanh. Em này thì vẫn dùng chìa cơ, công tơ trên, công tơ là 4,5 vạn. Màn hình tích hợp camera lùi đầy đủ. Màn này thì tích hợp cả dẫn đường và có thể nghe nhạc, đĩa DVD, USB, Bluetooth, AUX là thoải mái. Điều hòa tự động hai vùng biệt lập. Đây các cổng kết nối như là USB, AUX đây. Có hai cổng 12V cho các bác cắm gì thì cắm. Và tính năng đặc biệt hơn nữa trên chiếc xe này, đó là có thêm là sạc tự động không dây. Tuy là số sàn thôi nhưng mà cũng có đầy đủ tính năng này. Điện thoại các bác nào mà đời cao cao một chút cứ đặt vào là sẽ tự động sạc không dây. Tay đấm số rất là đẹp. Bác này đi cũng cẩn thận mà.
Gương chiếu hậu thì không tự động nhưng mà sẽ có lẫy chống chói ở dưới này. Chói quá thì mình gạt xuống. Tiện đây thì em quay qua khoang cốp luôn cho các bác xem. Con này thì đời 18 rồi cho nên được trang bị ở lipo đôi. Nhìn cân xứng xe rất là nhiều. Cho các bác nào không biết thì đầu 18 và cuối 17 nó chỉ có bô một bên thôi, nhìn là không cân xứng lắm. Khoang cốp em này thì cực kỳ rộng rãi, thoải mái. Khoang cốp rộng rãi, hàng ghế phía sau thì có thể gập được xuống này. Gập xuống 64 để đồ nhiều hơn. Thì em này sử dụng động cơ 1.6 số sàn. Cho nên là mức xăng tiêu hao nó cũng chỉ rơi vào tầm 6,5 lít trên 100 cây được mỗi đợt thôi. Số sàn thì nó không ăn quá là nhiều. Cũng tùy vào chân của các bác đi nữa. Đi trong đô thị thì mức xăng nó sẽ khác, mà đi đường trường thì nó sẽ khác. Máy móc em này đây. Nói chung xe vừa mới về thì em cũng chưa kịp dọn dẹp cái gì. Vẫn cam kết cho các bác không tai nạn, không ngập nước, không thủy kích, không bổ máy. Các bác cứ đem ra hãng ra thử mình kiểm tra là chuẩn nhất. Em cam kết bằng văn bản về các vấn đề như đâm đụng ngập nước hay là hồ sơ pháp lý. Và em xin đọc lại thông tin của chiếc xe này. Kia Cerato số sàn bản 1.6, sản xuất 2018, đăng ký biển là 14 Quảng Ninh, xe chạy 4,5 vạn. Hiện tại bên em đang chào bán công khai với mức giá là 435 triệu. Hãy bao rút hồ sơ và hỗ trợ vay vốn ngân hàng lên đến 60% cho các bác nào không thích mua thẳng, mua trả thẳng. Địa chỉ xem xe trực tiếp bên em là 166 Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương, ở đối diện cây xăng Thanh Bình. Và số điện thoại liên hệ của bên em là 0978 607 555. Các bác đến xem xe trực tiếp thì em sẽ để giá yêu thương nhất cho.